Để nó nằm thẳng xuống đi, để nó nằm thẳng xuống đi, rồi giật tóc mai cho nó cái đã. Giật tóc mai cho nó tỉnh cái đã. Thành ơi, Thành ơi. Thành ơi, con có sao không Thành? Trời ơi, bị bỏ đói mấy ngày nay, rồi giờ còn phải sắp nước tưới cây nữa, sức nào đâu mà chịu nổi. Ủa, nhưng mà con nhớ mấy lần trước á, nó cũng bị bỏ đói vậy, vì Sáu hay lén cho nó ăn lắm mà. Sao lần này... Trời ơi, thì tại thằng Tấn nó cứ rình mò hoài à, tao cũng muốn lấy cơm cho nó ăn cũng đâu có được đâu. Thôi vậy, dạ, để nó đây đi, Sáu lo cho. Đi vô trong đó lấy cho nó miếng cơm nguội với ly nước đi. Dạ. Thôi khỏi, cơm nguội tôi đổ cho heo ăn hết rồi. Anh đúng là cái đồ ác nhân mà. Thại giấy ác với tôi mới làm như vậy. Mày ăn xui sao mà nói ngược không vậy hả? Bởi mày ác vậy á, con gái nó không ưng mày là đúng rồi. Cho nên khi nào gái ưng tôi mới đối xử tốt với anh. Ai mà tin anh? Đồ cái thứ mà ác từ trong trứng ác ra. Thôi, bớt xỉa xói nó đi, bây giờ lo cho thằng Thành là chính nè. À, dì Sáu, con nhớ rồi, hồi sáng á con có nấu một nồi cơm nếp chải ra để làm cơm rượu mà con chưa có vô men. Để giờ con chạy vô con lấy miếng cơm nếp cho Thành ăn đỡ nha. Con nhỏ này nó lanh trí dễ sợ. Đi đi, đi vô lấy liền ra cho nó đi con. Khen con cũng là dì Sáu, mà chê con cũng là dì Sáu hả? Thôi mau mau đi mà, cứu người như cứu lửa, mà con cứ con cà con kê hoài vậy. Đi nhanh lên đi. Dạ. Con ơi, con có sao không con? Con thấy trong người sao rồi? Đỡ chưa? Khỏe chút nào chưa? Từ từ con, từ từ. Chờ xíu, nhanh lên. Dạ. Ừ. Đây đây, con cầm đi, con cầm đi. Thôi từ từ. Từ từ, từ từ. Đây này nè, con ăn ăn chút, nhai kỹ nha. Ăn từ chút thôi. Ăn từ từ thôi. Ừ, ăn từ từ thôi Thành. Nhai kỹ nha, nhai kỹ rồi uống miếng nước. Vừa ăn vừa uống nước. Từ từ, từ từ. Rồi rồi, nhai kỹ từ từ. Cứ ăn cái uống miếng nước cái. Cảm ơn chị. Nhưng mà chắc để con đi làm, chứ không còn bị đánh đòn nữa. Trời ơi, sức đâu mà làm nổi hả con? Không sao, không sao, không sao. Trời ơi, được không đó Thành? Dạ được. Anh Thúy, em làm bài tập đi. Tôi vô trong gặp ba má em có chút chuyện. Thì định vô nói với ba má em chuyện thầy tạm nghỉ dạy em đúng không? Sao em biết? Thì đó là chuyện của thầy, cho nên là em biết, vì nó có liên quan tới em mà. Đúng rồi, tôi sẽ xin tạm nghỉ từ 1 tới 2 tuần, tùy vào công chuyện của mình. Vậy là có nghĩa em sắp được nghỉ xe hơi đúng không thầy? Nhưng trong thời gian đó, tôi sẽ cho em bài tập để làm. Trời ơi, tìm xin lấy đối chia quyền, cô xin ta lấy kề quyền chia nhau. Má, về uống thuốc nè. Nè. Dạ. Con ở đây. Dạ. Cho má nói chuyện chút. Sao má? Con, chuyện vợ con của con á, con tính sao rồi? Má, má đang bệnh như vậy, đầu óc nào mà con nghĩ đến chuyện cưới vợ cho con nữa. Má chỉ mong sao con có vợ có con, để cho má có cháu ẵm bầu. Nhà mình đơn chiếc quá à, má buồn, đâm ra sinh bệnh á. Dạ rồi, má cứ mau hết bệnh đi, con sẽ cưới vợ cho má vui. Con, má thấy con Lan á, phụ việc sạp trái cây á, nó cũng hiền lành ngoan ngoãn. Không ấy, con đi gặp nó thử coi. Cô Lan mà hồi trước má tính là mai mối cho con đó hả? Đúng rồi. Nhà nó nghèo, má nó thì bệnh nặng, nó không dám nghĩ đến chuyện chồng con. Con,
má thương nó lắm. Hiếm hoi lắm nha con, có được một đứa con gái hiền lành, hiếu thảo, ngoan ngoãn như vậy. Dạ rồi, con sẽ đi gặp cổ cho má vui. Má cùng mau nghỉ ngơi cho hết bệnh nghe. Má mong hai đứa con mà hợp nhau là má mừng lắm. Dạ, má nằm nghỉ ngơi đi. Ngó vô đẹp vậy, ai thấy mà không mua cho được chứ. Thầy mua trái cây để làm gì? Tôi lựa cho. Là cô phụ bán trái cây má mình kể đây sao? Nhìn cũng xinh gái đó chứ. Ở đây có cam sành, vừa nhiều nước vừa ngọt thanh. Thầy mua cái này nha. Cô lấy giúp tôi một chục đi, tôi đem về coi má tôi thích không. Nếu ngon á, mai mốt tôi sẽ ủng hộ tiếp. Thầy yên tâm đi, trái cây ở đây á rất là ngon. Vậy để tôi lựa cho thầy nha. Đây, để tôi tặng cho thầy luôn cái giỏ. Đàn ông đi chợ đi tay không không à. Cô cứ tính tiền cái giỏ cho tôi đi. Dạ thôi, cái này coi như là tôi tặng thầy. Thầy nhớ quay lại mua cam cho tôi nữa nha. Vậy tôi cảm ơn cô nghen. Cho tôi gửi tiền. Của thầy đây. Dạ cảm ơn thầy. Xin phép. Người gì đâu mà lịch sự, đã vậy còn có hiếu với má nữa chứ. Tôi nghe bên ông Trắng á có bán mấy miếng đất tốt lắm mà giá lại rẻ nữa. Tôi tính mua làm của hồi môn cho ông Thúy á, bà thấy sao? Ông thử dò kỹ lại coi, nếu mà đất tốt á sao bán rẻ dữ vậy ông? Tôi đã dò kỹ rồi, ông bán rẻ là có lý do. Đàn ông lấy tiền ông đưa cho thằng con ông đi du học ở bên Pháp á. Nếu mà ông tính mua đất ruộng vườn á thì ông hỏi Thúy coi coi nó thích nhà phố hay là đất ruộng. Chứ tôi hả, tôi tính mua vài căn nhà phố để cho làm của hồi môn, chứ ba đất ruộng vườn đâu phù hợp với nó đâu ông. Ủa sao ông nói là buôn bán khó khăn, tiền bạc kẹt tùm lum mà sao tự nhiên đi mua đất ruộng vậy hả ông? Rồi còn tính đến chuyện cưới gả Thúy nữa. Bởi làm ăn khó khăn tôi mới định gả con Thúy. Từ sáng nó tung tin đồn á, mua mấy miếng đất á để làm của hồi môn cho con Thúy. Thì cái thằng nhà giàu nó mới ham, nó mới bước tới. Buồn buôn bán khó khăn lắm sao ông? Mà ông làm sao mà nó lỗ cho đến nỗi hụt vốn vậy ông? Cái chuyện làm ăn làm sao biết trước được. Như lúc trước tôi ăn lên làm ra đó, sao bà không cằn nhằn tôi đi? Tôi đâu dám cằn nhằn chị ông đâu. Nếu ông tính vậy thì thôi tôi ra ngoài đánh tiếng, rồi nhờ bà Mai á tìm muối nào ngon ngon mà gả Thúy. Chứ giờ tôi thấy hả, Thúy với ông thầy nó cặp kè bên nhau vậy tôi sợ lắm không. Ngỡ gần rơm á, lâu ngày nó cũng bén. Nếu bà sợ vậy thì mình chặn trước đi. Vài bữa ông thầy ông lợm dạy đó, cho nghỉ luôn. Rồi chuyên học cung Thúy ông tính sao? Thật có gì đâu khó tính. Thì kiếm ông thầy nào già già đáng cha đáng chú về dạy cho nó. Mà nhưng có chồng thì không làm gì nữa. Học xong qua bệnh cũng rửa chén nấu cơm chứ làm được cái gì. Ông tính sao tính, chứ tôi sợ chuyện không dễ như ông nói đâu. Thúy nó học cao nên nó cứng đầu lắm. Võ quýt vậy thì có móng tay nhọn, bà yên tâm đi, nó cứng đầu cỡ nào tôi cũng trị được mà. Con không để ba má đạt được mục đích đâu. Con sẽ như nàng Juliet, sống chết vì tình yêu của mình.
Từ chối? Dạ phải, tôi không nhận mai mối vụ này đâu. À đây nè, tiền của bà nè, tôi trả lại cho bà đó. Bà đếm lại đi, không thiếu một xu. Lần đầu tiên tôi thấy bà chê tiền đó. Bà bị bệnh hay sao thay đổi bất thình lình vậy? Tiền mà ai dám chê. Có điều ăn không được phải nhả ra thôi, chứ cố ăn mất công tiệt thực chết nữa. Mà khổ thiệt, tôi nhận cái vụ của bà xong rồi ta nói hả, tôi đi muốn rã cặp giò luôn, nói khô nước miếng luôn. Mà hễ đi tới đâu nói tới nhà bà là ai cũng chạy hết. Người ta chê. Ai dám chê? Bà nói tiếng đi, tôi qua tôi cào nhà nó đổ xuống sông hết. Khắp vùng này nhà nào già bằng nhà tôi. Người ta đâu có chê bà nghèo, mà người ta chê là người ta chê cậu ấm á. Người ta nói cậu ngay ngay dạy dạy, rồi sợ cậu có bệnh di truyền giống ông, lỡ Thượng Mã Phong chết bất đắc kỳ tử. Thượng cái gì mà thượng? Tại ông ham mê đờn ca tài tử, đi về khuya trúng gió độc chết. Mà ở cái làng này ai ai cũng nói vậy hết, cho nên tôi tin tin. Cha già khốn khiếp, ham mê ngoại tình, chết rồi để lại tiếng xấu cho vợ con. Má, má thấy trong người sao rồi? Má đâu có bệnh hoạn gì đâu. Má không bệnh hoạn gì hết là con mừng. Nhưng sao con thấy sắc mặt má kém vậy? Con nghe chú Sáu nói má bệnh nặng lắm mà. Má, má giấu con đúng không? Thiệt tình, ông Sáu này nhiều chuyện à. Phan nè, má có vài tiền để sang cái sạp trái cây. Má nghĩ từ từ rồi má trả lần trả hồi nó cũng sẽ hết thôi. Nhưng ai dè tiền lời cao quá, má chưa có kịp trả nên nợ cứ chồng nợ đó con. Hả? Kìa mấy chú, thật là vô pháp vô thiên mà. Bọn người đó là ai? Con sẽ thừa quạt bắt hết bọn người ngang ngược này. Con, thôi thôi, thôi đừng con ơi. Má đang lo, sợ không có tiền mà trả nợ cho người ta nè. Má, con đúng là đứa con bất hiếu. Con không lo được cho má. À má, hay là con chạy sang nội mượn tạm nha. Không được đâu con. Từ khi ba con mất á, bên nhà nội đã xem má con mình không phải là người gia đình rồi. Má cũng có sang nhiều lần, cũng nhờ cậy đó con, nhưng lần nào cũng vậy hết á. Chú thím nặng lời lớn tiếng, cứ cho rằng là má cao số khắc mạng với ba con nên ba con mới chết. Họ chỉ ngụy biện thôi. Má yên tâm, nhất định con sẽ giàu hơn họ, không để cho họ coi thường má con mình đâu. Thiệt hay lắm. Nhưng trước khi giàu cho bên bà nội mày không coi thường mày á, thì làm ơn trả nợ cho tao đi. Mấy chú ơi, làm ơn làm phước đi, cho tôi thư thả vài hôm nha, rồi tôi sẽ trả. Hôm trước bật hứa vài hôm, hôm nay bật hứa vài hôm. Ủa, bà tưởng tụi này rảnh lắm hả? Thôi được rồi, số tiền đó tôi sẽ trả. Được, đưa nhanh 20 đồng. Tôi chỉ còn có 5 đồng thôi. 5 đồng hả? 5 đồng thì mày đi chơi đi. Mày dám đánh má tao hả? Mày Mày chú ơi, Mày chú ơi, tôi lại mà. Đừng có đánh con tôi, mày chú ơi. Tha cho con tôi đi mà. Tôi lại mày chú. Đừng có đánh con tôi mà mày chú. Gì đây? Bỏ tiền mà cháu mày. Đi. Mà có sao không má? Con có sao không con? Má không sao. Con không sao. Con. Ủa, sao sao con lại có tiền nhiều như vậy? Không phải là tiền của con đâu má ơi. Con nói vậy nghĩa là sao? Sao nằm trong túi của con?
Thúy. Hạnh Thúy là ai? Là một cô gái mà con vừa mắc nợ cổ. Kính gửi thầy Lưu Phan, em rất khâm phục khi tìm hiểu qua thân thế và biết về nghị lực trong cuộc sống của thầy. Em đây có hoàn cảnh vô cùng thuận lợi, nhưng cũng không có kiến thức rộng bằng thầy. Khả năng làm việc của thầy giàu ý chí và kiên cường giống như thầy. Nhìn thầy vừa chăm chỉ làm việc ở hãng gạo, vừa đi dạy kèm cho em, vừa đọc sách báo, tự trau dồi thêm kiến thức và nâng cao sở học, em tự thấy vô cùng xấu hổ vì đã quan phí tuổi trẻ vào những việc chân diện, vui chơi vô ích. Nay biết thầy gặp hoàn cảnh khó khăn, em xin gửi thầy món quà nhỏ để chia sẻ với thầy phần nào gánh nặng. Xem như em trả ơn bài học lớn của thầy dành cho em qua cách sống và hành xử của thầy. Thầy đừng ngại gì cả, vì nhờ có thầy mà Thúy của ngày hôm nay không còn nông cạn như Thúy của ngày hôm qua nữa. Bài học này có học phí vô giá, em gửi thầy bao nhiêu cũng chưa là đủ. Việc cần thiết nhất bây giờ là thầy lo cho bệnh tình của bác. Em xin thầy cứ nhận vô tư như lời cảm ơn của em gửi đến thầy. Kính chúc thân sinh của thầy mau phục hồi sức khỏe. Học trò của thầy, Hạnh Thúy. Trái tim em nhân hậu lắm. Thanh. Ừ? Cậu. Sao mày để cho tao ăn sáng với uống sữa một mình vậy? Thì cậu ăn lẹ lẹ đi, rồi ra đây chơi với tôi, chứ ở trong nhà hoài buồn lắm. Ừ, cũng buồn thiệt. Mày đang làm cái gì đó? Tôi đang nhổ cỏ nè. Mình phải nhổ mấy cái cỏ trong cái chậu này, chứ để nó mọc lên nó làm cây chết hết á. Nhổ cỏ là nhổ mấy cái này hả? Ừ, nè, mấy cái này nè. Ê, vậy mày cho tao làm với. Cậu làm được không á? Được chứ. Để tao nhổ chậu này cho, mày nhổ mấy chậu kia đi. Rồi, vậy nghe, nhớ nghe, cỏ là mấy cái này nha. Má dạy nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc. Trời đất ơi, nè 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 nè, con làm cái gì vậy Lương? Con nhổ cỏ, má dạy con nhổ cỏ phải tận gốc, vậy cỏ mới không sống được. Trời ơi, chết tôi rồi. Trời đất ơi. Chị Sáu, Sáu đâu? Dạ. Dạ, dạ thưa bà chủ gọi tôi. Chị coi nhà cái kiểu gì vậy? Tôi đã dặn là không để cho cậu hai đụng vô đất cát mà. Dạ, tại tôi giặt đồ của cậu hai ở đằng sau á, nên không biết thằng Thành nó dẫn cậu hai ra đây à. Dắt cậu hai vô thay đồ, rửa tay rửa chân đi. Dạ dạ, đi cậu hai vô rửa tay rửa chân. Tan Thành nó còn dơ hơn nữa kìa. Làm đi vô rửa tay với tao. À. Con đi vô trước đi. Dạ. Lát Thành nó vô sao? Dạ dạ, đi đi cậu. Mày coi cậu cái kiểu gì vậy? Coi cậu mà để cho cậu phá hết mấy cái chậu của tao vậy? Dạ thưa bà, cậu làm con quất ngờ quá, con cũng đâu có cản kịp. Có phải lỗi của con đâu bà. Mày không có lỗi hả? Lỗi của mày lớn lắm. Lỗi của mày á là sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với con tao. Mày lấy hết những cái lanh lẹ, khỏe mạnh của con tao. Từng ngày có mày về nhà là trong nhà tao xảy ra đủ thứ chuyện hết. Ông chủ đi ngoại tình rồi chết là vì muốn có đứa con trai khỏe mạnh như mày. Mày chính là nguyên nhân của cái sự xui xẻo của nhà này đó. Thằng Tấn. Thằng Tấn đâu? Dạ. Dạ. Dạ bà chủ. Đem thằng Thành ra ngoài sau giếng trói lại cho tao. Dạ, con làm liền. Đi mày.
người đâu kỳ cục. Hứa qua phụ dê lúa người ta, tới giờ này em thấy mặt mũi ở đâu á. Thôi, con khỏi trong ngóng ai hết á, để tía phụ cho. Thôi, tía sao làm nổi mà làm. Lát nữa con đợi gió lên, rồi con dê cũng được. Trời ơi, canh gió thì biết chừng nào mới dê hết đống lúa này. Thôi, con quạt chiếu đi, để tía đổ lúa cho. Thôi, tía quạt gió đi, rồi để con đổ lúa. Ôi, ghế cao rồi nó cập kinh vậy. Rồi cái thúng lúa nặng, con gái con đứa leo lên rồi lỡ té cái làm sao. Đây, quạt đi, để tía đổ cho. Đây con múc cho. Làm đi, cứ ngóng ngóng hoài. Dạ, cẩn thận đi tía. Ừ, không sao. Quạt cho đều tay nghe. Dạ. Rồi, đổ đi tía. Rồi. Cẩn thận tía. Không sao, làm được. Quạt đi. Tía, 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 tía biết sao rồi tía, tía, tía sao không? Không sao, không sao. Con nói là con làm cho mà. Tía, tía giờ trở thành vô dụng rồi. Chắc có lẽ từ nay tía chỉ ăn hại tụi con thôi. Tía, tía đừng nói vậy mà. Con chị hai bây giờ lớn hết rồi, tụi có thể làm mướn nuôi tía má được mà. Tía không sao. Quế ơi, không sao. Quế ơi, thành sao chị? Bác, con xin lỗi bác, tại con gấp quá cho nên con quên thưa bác. Thành sao con? Con thành sao? Nó bị bà Phú đánh gần chết rồi bọn ơi. Trời đất, không được rồi. Tía, con qua coi Thành sao nghe tía. Quế, chờ chị với. Quê! Thành! Thành ơi! Sao anh thấy thảm dữ vậy? Anh xin lỗi nha. Anh không qua nhà phụ lợp nhà đâu. Trời đất ơi! Tới giờ này mà anh nghĩ tới chuyện phụ em nữa hả? Anh có đau lắm không? Sao bà chủ ác với anh quá vậy? Không phải, tại anh làm hư châu kiển của bà. Hư thì đền, chứ tại sao đánh người ta nát da nát thịt như vậy? Nói hay lắm. Mày lấy cái gì để đền? Mấy cái châu kiển đó ông chồng từ lúc sinh thời tao quý còn hơn vàng hơn bạc mà tụi bay đập nát như vậy đó hả? Mấy cái mạng cười của tụi bay đền không nổi châu kiển của tao nữa đó. Còn thằng Thành, mày bị đánh còn chưa biết tội, còn rủ người tụ tập sau giường nói xấu chủ như vậy. Thằng Tấn đâu? Dạ. Mày đánh nó 30 roi, bỏ đói 3 ngày cho nó chừa cái tội nói xấu chủ. Bà chủ, mày đi ra chỗ khác. Bà ơi, anh Thành, anh Thành ơi. Chào cô. Thầy. Phiền cô lựa dùm tôi một giỏ trái cây, lấy nhiều loại nghe. Dạ. Kỳ trước nhờ cô lựa cam dùm, về má tôi khen ngon lắm, cảm ơn cô nghe. Hàng ở đây lúc nào cũng mới, tươi ngon y vậy đó. Khách của tôi ai cũng khen ngon hết trơn. Mà bữa nay anh mua về cho má nữa hả? Không phải, tôi mua là để biếu ông bà chủ ở chỗ tôi làm, với lại ông bà chủ ở chỗ tôi dạy học, nên nhờ cô lựa giùm tôi. Cô khéo tay mà. Anh nhờ tôi lựa là anh yên tâm. À, mà má anh hết bệnh rồi hả? Cảm ơn cô, nay má tôi khỏe rồi cho nên tôi mới an tâm đi làm lại. Trái cây của anh đây. Tôi chúc mừng má anh hết bệnh nha. Cảm ơn cô. Của tôi bao nhiêu tiền cho tôi gửi? Về mua mở hàng cho nên
Tôi chỉ bán giá vốn thôi. Bà chủ tôi dặn vậy á. Ai mà mua mở hàng thì bán rẻ lấy hơn. Của anh hết 1 đồng. Đây thưa cô. Dạ cảm ơn anh. Của anh đây. Một lần nữa cảm ơn cô nghe. Dạ cảm ơn anh. Trời ơi. Chị Mai. Tôi qua thăm chị nè. Hả? Tôi có ít quà mang qua biếu chị. Trời ơi. Tôi nói tôi không có nhận cái vụ này nữa rồi. Chị mang quà qua làm gì nữa? Thì tôi qua thăm chị. Nè. Dạ. Gái con để lên đây đi. Rồi ra ngoài chờ bà nha. Dạ. Nè nè. Trời ơi chị Phú ơi. Chị kêu cháu nó đem quà về đi. Tôi không có nhận quà của chị nữa đâu. Tôi tặng quà cho chị là có lý do, có gì đâu chị ngại. Cũng vì cái lý do này mà tôi ngại đó. Thật sự tôi muốn giúp chị lắm mà hết cách rồi. Chị thấy hết cách, nhưng tôi á, tôi thấy còn cách. Tôi nghĩ cách cho chị đi nè. Trời ơi là trời, chị Phú ơi là chị Phú. Bây giờ nguyên cái dân vùng này, kể cả những vùng lân cận luôn, hễ mà nói tới gia đình chị với cậu Hai Lương, ai cũng biết hết trơn. Thì vụ này tôi chịu thua. Ai biểu chị kiếm người quanh quẩn ở vùng này với vùng lân cận chi? Chị phải đi khỏi cái xứ này thì mới tìm người được. Bà chủ ơi, đi xa vậy rồi tiền nào chịu thấu? Nào là tiền ăn, tiền ở, rồi kiếm mối đâu phải ngày một, ngày hai là có liền đâu. Tôi nghe nói chị có người em lấy chồng ở Long An đúng không? Dạ phải. Nó về trển cũng cả chục năm rồi. Nghe nói dạo này vợ chồng nó khấm khá lắm. Mà chồng nó cũng giỏi giao tế nữa. Đó. Người ngay trong tay chị mà chị nhìn không ra. Tôi hỏi vợ cái ra liền. Chị đi kiếm dâu cho tôi. Tôi lo tiền ăn ở cho chị. Tốn kém bao nhiêu cũng được. Thành công á, tôi thưởng thêm cho chị. Trời ơi, công nhận bà chủ thiệt sáng ý. Vậy mà tôi nghĩ hoài không ra. Đó. Vậy giờ chị cứ sắp xếp lo liệu đi ha. Có gì báo tôi nha. Dạ. Giờ tôi về nha. Dạ. Tôi về à. Bà chủ về cẩn thận nghe. Trời ơi. Trời ơi. Quá trời luôn. Công nhận là mối kỳ này nhận được tiền nhiều, rồi quà cũng nhiều nữa. Toàn là quà mắc tiền không ta ơi. Trời ơi. Đã quá. Bởi vậy ai nói ở đời có 4 cái ngu? Là Mai đâu có ngu. Là Mai vừa được ăn đầu heo, vừa được tiền, rồi nhận quà hậu hỷ nữa. Trời ơi, phải quá đi. Thầy ơi, sao nửa tháng rồi thầy còn chưa lên nữa? Thầy có biết là em đang ngồi trên đống lửa không? Thầy mà lên chậm một chút là em chết luôn á thầy. Gì mà tới chết dữ vậy? Thầy, sao thầy đinh quá vậy? Mà sao bây giờ thầy mới lên? Thầy có biết là em nhớ thầy lắm không? Không chỉ mình em biết nhớ, mà thầy cũng nhớ em nhiều lắm. Thiệt hả thầy? Thầy nhớ em thiệt hả? Nhớ và cảm động nữa. Cảm ơn em đã cho tôi mượn số tiền đó. Thầy, thầy đừng có nói lớn quá. Ba má em mà nghe là em bị đánh đòn đó. Nhưng mà má thầy hết bệnh chưa? Má của tôi đã đỡ bệnh rồi. Hạnh Thúy à, cảm ơn em nhiều lắm. Ân tình này của em suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên. Có dịp tôi sẽ trả ơn cho em. Thầy không cần phải trả ơn em, cũng không cần phải trả tiền cho em. Số tiền đó em cho thầy. Cho tôi? Không được đâu. Số tiền này rất lớn. Không lớn, không lớn, không lớn.
Nó chỉ bằng một chiếc lắc 5 chỉ của em thôi. Mà nữ trang của em thì có nhiều lắm, mất một chiếc cũng đâu có sao đâu thầy. Thầy, thầy đừng có ngại, em có biên rõ trong thư mà. Thầy không có đọc thư của em hả? Không những đọc, mà tôi còn lưu nó lại như một ân tình. Thúy, số tiền đó của em đã cứu mạng gia đình tôi. Bây giờ thầy có muốn trả ơn cho em không? Dĩ nhiên là muốn chứ. Vậy thầy cho thầy ít lại một chút xíu được không? Không được. Thầy sẽ cho em bài tập nhiều hơn là đằng khác. Như vậy là chết em rồi thầy ơi. Thúy, vô đây má biểu. Dạ chào bà. Dạ, con vô liền. Mời thầy. Bà. Bà. Ba mẹ sinh con cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với cùng chủ, cùng chết. Để bây giờ con khổ như vậy. Gái cho tao nghe đi dế. Tao buồn lắm luôn á. Tao giận mày luôn. Mày thân với thằng Thành hơn tao. Thằng Thành nó kêu á là mày gái, còn tao kêu thì mày không gái á. Nhớ mặt mày nghe chưa? Cậu chủ, tối rồi, uống hết ly sữa rồi tôi dăng một cho con ngủ. Sao tao nói nghỉ chơi với mày mà không cho mày vô phòng tao sao mày không nghe? Thôi mà, tôi văn mồm nhiều khi thẳng thớm, đẹp hơn Thành văn luôn á. Nhưng mà tao không có muốn ai làm hết. Tao chỉ muốn thằng Thành làm cho tao thôi. Nhưng mà thằng Thành bây giờ đâu có chơi với cậu nữa đâu. Nó chơi với con Huệ rồi. Mày đừng có xạo. Thằng Thành á, nó đang đi kiếm con Huệ về đây cho tao nè. Thôi mà cậu chủ, hai đứa nó giờ đâu muốn chơi với cậu. Tụi nó muốn chơi riêng với nhau rồi. Mày đừng có xạo. Mày xạo mày, mày xạo mày xạo mày xạo mày xạo mày xạo mày xạo mày xạo. Thành ơi, đừng có đi chơi mà bỏ tao nữa mà. Đừng mày chơi với tao. Mày chơi với tao đi mà. Cậu Hai. Trời ơi, là em Huệ nè, không phải ma. Cậu Hai, em Huệ nè. Thì cậu Hai thấy mặt em không? Huệ hả? Ừ, không phải ma. Ủa, Huệ, Huệ tới chơi với tôi hả? Để tôi ra mở cửa nha. Không phải tới chơi. Hả? Em tới chắc cậu tới chỗ này. Thôi, buổi tối đi ra đường thấy ghê lắm, có ma, ma nó cắn á. Chỗ này không có ma, mà có Thành. Có Thành hả?
Vậy đi liền. Để chút. Đánh thằng Thành vậy? Là bà chủ. Bà chủ kêu anh Tấn đánh Thành vì tội làm hư chậu kiện á. Làm hư chậu kiện là tao mà. Tao là người nhổ cái cây đó chứ đâu phải thằng Thành. Cậu hai. Ủa? Mà sao nó nhắm mắt vậy? Nó chết rồi hả? Thôi cậu sao đèn giùm em đi. Mấy bữa nay không có ăn uống gì hết. Em cho anh uống miếng nước. Em sợ anh chịu uống không nổi á. Ơi, Thành ơi, mày đừng có chết mà mày bỏ lại tao với Huệ hả? Tao không thích vậy đâu. Mày chết là giống như ba tao á, bỏ vô cái hòm mặt chân nhất à. Đừng có chết. Anh Thành, nói được rồi kìa cậu hai. Cậu hai với Huệ đừng lo. Tôi chưa chết đâu. Anh Thành nói được rồi kìa cậu. Anh Thành nói được rồi kìa cậu. Tao nghe rồi. Thành Thành, Thành Thành, mày mở mắt ra chơi với tao đi. Mở mắt nha. Chào em. Hôm nay là ngày gì đặc biệt hay sao? Tôi thấy có cả hoa và cả bánh kem nữa. Hôm nay không phải là ngày đặc biệt, mà là ngày rất đặc biệt. Ừ? Chúc thầy sinh nhật vui vẻ. Hôm nay sinh nhật của tôi hả? Vậy mà tôi quên mất. Thật bất ngờ. Cảm ơn em nhiều lắm. Thầy, bây giờ thầy thổi nến rồi thầy cầu nguyện nha. Ừ. Thầy cầu nguyện đi. Em thấy thầy cầu nguyện rất là thành tâm luôn á. Không biết là ước nguyện thầy là gì ha. Thầy có thể nói cho em biết được không? Tôi ngoài cầu mong sức khỏe cho má tôi ra, thì tôi chỉ còn một ước nguyện duy nhất. Ước nguyện đó là gì vậy thầy? Thầy bật mí cho em đi. Tôi ước tôi có thể tạo nên sự nghiệp lớn, trở thành viên chức nhà nước sau này, có thật nhiều tiền để không ai xem thường mình. Điều ước của thầy sẽ thành sự thật. Tôi sẽ cố gắng đạt được. Vậy còn điều ước về gia đình, thầy mong muốn người vợ tương lai của mình như thế nào? Có phải là người đó phải thật là xinh đẹp, phải xuất thân từ một gia đình quyền quý cao sang không thầy? Về vợ tôi sao? Tôi không còn mong gì cao siêu. Tôi chỉ mong cô ấy hiểu và thông cảm cho tôi, đặc biệt là biết hiếu kính và biết sinh cháu cho má tôi. Những điều đó em đều làm được hết luôn á thầy. Em vừa nói gì? Em đâu có nói gì đâu. Không có nói gì hết á. Nhưng mà thầy ơi, thầy cho em hỏi này nha. Nếu như mà một người con gái á thương người con trai trước, thì người con gái đó có thể nói cho người con trai đó biết không? Như vậy có bị chê cười không? Như vậy có bị nói là hư thân mất nết không thầy? Tôi không nghĩ như vậy. Dù là phụ nữ hay là đàn ông cũng đều có quyền bày tỏ tình cảm của mình mà. Vì vậy á, có gì đâu mà đáng bị chê cười hay là bị gọi là hư thân mất nết. Thầy nói như vậy thì em cũng đỡ lo rồi. Em lo chuyện gì? Em lo vì thầy nói hư thân mất nết. Bộ em đang có tình cảm với ai hả? Hay em muốn nhờ thầy làm cầu nối cho em?
Em không biết đâu. Thầy tự coi quà rồi tự hiểu đi. Không lẽ lên Vũ ơi, xong chưa cháo, xong chưa, con đói lắm rồi. Rồi chờ cho cháo sôi xong cái lại vú xé thịt gà, cái vú bỏ vô cho con liền. Cậu hai, mấy bây giờ cậu đi vô phòng đi, lát nữa cháo nó sôi á con múc con đem vô phòng cho cậu. Không có vô phòng, không có ăn trong phòng, cứ múc vô đi, múc đầy tô nha, bỏ thịt nhiều vô. Dạ. Dạ rồi, đây được chưa gái. Dạ, múc đi sao đi con. Không chưa, nhanh lên. Rồi biết rồi. Bây giờ nhiều cháo nè, rồi giờ nhiều thịt nè. Đúng rồi. Ừ, hôm nay cậu hai giỏi quá ha. À, tự biết đi xuống bếp và đòi ăn cháo nữa chứ. Rồi, xong rồi đây. Rồi. Bỏ nhiều thịt nha. Rồi nhiều thịt. Rồi. Đi đây. Thôi cậu hai, để tôi bưng cho. Cậu hai bưng, lỡ đổ vô người á, nó phỏng chết à. Không sao, con làm được. Từ từ. Hiếm khi cậu hai bình tĩnh nói chuyện vậy. Không chịu theo cậu hai á, thì sợ cậu hai bị kích động. Mà chịu để cậu hai bưng vậy á, thiệt lo hết sức vậy đó. Bà chủ mà biết được, chắc chửi tới sáng quá. Dì Sáu cứ yên tâm đi. Cậu hai không có bưng vô trong phòng đâu, cho nên là bà chủ không có thấy. Chứ cậu hai bưng đi đâu? Cậu hai hả? Bưng xuống dưới kho. Xuống kho? Bị bỏ đói 2 ngày nay, con sắp chịu hết nổi. Ông trời ơi, chắc con chết quá ông trời. Tao không có để cho mày chết đâu. Tao đem cháo vô cho mày. Cô hai. Hả? Trời ơi, cháo nóng như vậy coi chừng phỏng tay đó cậu. Phỏng khỉ móc. Mày với con Huệ đừng có mà khi dễ tao nha. Tao biết cách bưng tô cháo không đổ một giọt luôn á. Mày thấy tao giỏi không? Giỏi, cậu là giỏi nhất rồi. Nhưng mà cậu bưng cháo vô đây làm cái gì? Ở trong đây vừa bụi bặm vừa dơ giấy nữa. Cậu mang vô phòng cậu ăn đi. Phòng tao thì lát 1 tấn nó bưng vô. Cái này tao bưng cho mày á. Cho tôi hả? Không bưng cho mày chứ cho ai. Trời. Ê, tao kể mày nghe chuyện này vui lắm nè. Tao nói á là tao thèm ăn thịt gà. Xong kêu vú Sáu cắt cổ mận gà bự nhất cho tao ăn. Mà tao đâu thèm. Tao mang vô cho mày á. Má tao nói á là người bệnh ăn cháo gà mau hết lắm. Ăn đi. Đúng rồi. Mày bị cột tay vậy sao ăn? Hay là để tao đút cho mày ăn nha. Ê, đâu có được cậu. Từ đó giờ chỉ có người làm đút cho cậu chủ ăn thôi. Chứ ai đời cậu chủ lại đút cho người làm. Thôi, cậu làm vậy lỡ bà biết bà đánh tôi chết á. Tao đút mày đây má tao sao biết được. Mày bị bỏ đói 2 ngày rồi không ăn những người chết đó. Bây giờ mày há miệng ra đi để tao đút cho mày ăn. Cháo tao thổi rồi, không có nóng đâu. Há ra. Mày ăn một miếng gà nữa đi nha. Ê, công nhận đút cháo cho mày ăn vui thiệt á. Đút cho người khác ăn vui vậy luôn hả? Bây giờ tao mới biết á. Sau đó giờ á, mày không chịu chơi trò này với tao. Bây giờ nè, đổi lại đi. Mai mốt tao sẽ đút cho mày ăn. Mày không có được đút cho tao ăn nữa. Đút cho người khác ăn vui vậy luôn hả? Bây giờ tao mới biết á. Sau đó giờ á, mày không chịu chơi trò này với tao. Bây giờ nè, đổi lại đi. Mai mốt tao sẽ đút cho mày ăn. Mày không có được đút cho tao ăn nữa. À, bắt quả tang mày dám ăn chừng của cậu chủ. Cậu chủ, cậu không được làm như vậy.
Bà bắt bỏ đói nó 3 ngày. Bỏ đói 3 ngày sao nó sống nổi? Tao cứ đút cho nó ăn đó. Mày mà mét má tao hả? Tao nói cho mày nhịn đói 3 ngày luôn. Đó là lời của bà chủ, tôi phải nghe theo. Cậu không được làm như vậy nữa. Cậu là cậu chủ, không thì đút cho ở đỡ ăn. Đi đây. Mày trả cho tao, cho tao. Cậu hai. Cậu hai. Cậu hai. Thằng điên này, nó về mà đánh tao nhiều rồi nha. Hôm nay không có bà chủ ở đây, biết tại tao. Cậu hai. Cậu hai. Cậu hai. Cậu hai ơi. Cậu hai ơi, cậu hai. Cậu hai có sao không? Sao ơi. Cậu hai. Cậu hai. Xem lại hỏi qua làm gì? Thì ra đây hồi nào vậy? Nãy giờ thầy có nghe cái gì không? Em nói lớn như vậy, tôi không muốn nghe cũng không được. Vậy là thầy nghe hết luôn rồi hả? Phải, nghe rõ từng chữ một. Trời ơi, vậy là chết em rồi. Tại sao thầy lại nghe không sót một chữ nào vậy? Không chịu đâu, xấu hổ quá. Qua chỉ là vật vô tri thôi, làm sao mà có thể hiểu được nỗi lòng của tôi. Vậy em có muốn biết tôi đang nghĩ gì không? Đây là câu trả lời của tôi. Em hiểu chưa? Nếu em chưa hiểu, tôi sẽ lặp lại một lần nữa nha. Còn tôi có sao không thầy? Sao nó mê man hoài không tỉnh? Nó có nguy hiểm không thầy? Dạ, cậu chủ đã qua cơn kích động, tạm thời không có sao. Nhưng mà tôi có dặn bà là đừng để cho cậu bị đả kích. Sao bà không nghe? Tôi có nghe lời thầy mà. Tôi chiều nó, tôi không có dám làm trái ý nó, dù là chuyện nhỏ. Cậu chủ có sao không? Cậu chủ? Hả? Vậy cái này là cái gì? Ai mới đánh cậu chủ vậy? Đứa nào dám đánh con bà?
Hả? Thằng Thành đâu? Thành! Dạ, thưa bà chủ, thằng Thành nó trốn đi chơi rồi. Nè, anh đừng có nói xạo. Tại sao cậu Hai ra nông nổi này? Đứa nào đánh cậu Hai? Hả? Dạ, thưa bà chủ, con thấy, con biết à. Cái gì? Dạ, sức khỏe của cậu đã tạm ổn. Tôi sẽ về hốt cho cậu vài thang thuốc. Cậu uống vô là sẽ khỏe à. Thôi, tôi xin phép tôi về. Dạ, thầy cho tôi gửi tiền khám bệnh. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn bà chủ. Dạ, rất thành. Dạ, cảm ơn. Dạ, chào thầy. Sao? Mày thấy cái gì? Dạ, chuyện là như vậy. Thì ra là mày ở đây, tao tưởng mày trốn qua nhà anh Huệ chơi chứ. Tôi bị thằng Tấn nó trói ở đây, đi đâu mà đi. Cậu Hai, cậu cởi trói cho tôi đi. Để tao cởi cho mày. Trả tôi trói cho tao. Dám đụng tới con bà hả? Chắc là nó chán sống rồi đó. Bà ơi, chắc là có hiểu lầm gì á bà. Chứ thằng Thành á, nó có ăn gan trời á, nó cũng không có dám đụng tới một cọng tóc của cậu chủ đâu bà. Dạ, đó là lúc bình thường. Còn nó bị bỏ đói 2 ngày, nó bị mất lương tâm rồi. Không có nói nhiều, lôi nó ra giường cho tao. Dạ. Vì sao rồi? Chuyện này là thằng Thành nó chết chắc rồi. Bây giờ bà chủ đang nóng phừng phừng, chỉ có cậu Hai nói là bà chủ tin thôi. Trời ơi, cậu Hai giờ còn nằm mê man vậy sao nói nổi. Trời ơi, Nam Mô Di Đà Phật, cầu trời cầu Phật có phù hộ cho Thành. Khốn, sao mày dám đánh con tao? Con không có bà. Có, thằng Tấn nó thấy rành rành, tay nào đánh con tao? Con không có, con không có dám đánh cậu chủ. Còn cứng đầu nữa hả? Tấn, đập nát 2 bàn tay nó cho tao. Dạ. Sao? Đánh mạnh lên cho tao. Ai cho mày đánh thằng Thành? Con đang ngủ chứ. Mệt mà, đi vô nghỉ ngơi đi con. Vậy sao? Dạ. Sao tôi kêu coi chừng cậu chủ mà sao lại vậy? Dạ, tại thấy cậu chủ ngủ rồi tôi mới ra đây. Cậu chủ ơi, vô trong ngủ đi cậu chủ. Không có ngủ. Ai cho mày đánh thằng Thành chạy mau vậy? Nhanh ra coi. Thành ơi, Thành mày có sao không? Cái thằng này mày đánh tao chưa đã, rồi mày còn đánh luôn thằng Thành nữa. Một lát mà ông thầy cầm máu cho thằng Thành xong, tao sẽ đập mày một chân. Bớt giận con. Thành ơi, Thành ơi, mày có sao không Thành? Để tao cõng mày vô. Thành, mày coi chừng tao nha thằng kia. Nè, con bỏ nó xuống đi, con là cậu chủ không thể nào cõng nó được. Mày gia đình cõng đi, con mới cõng nó. Mày coi chừng tao á, lát nữa tao sẽ đập mày. Bà ơi, cậu Hai nói là thằng Tấn á nó đánh cậu Hai kìa. Dạ không có bà chủ ơi, tại vì cậu Hai muốn cứu thằng Thành mới nói vậy chứ con nào dám đụng vô cậu Hai. Nè, cậu Hai không bao giờ biết nói xạo đâu nha. Bà, nó đánh cậu Hai á. Con gái, đi vô trong coi chừng cậu chủ. Mày lên, treo nó lên, đánh 50 roi cho tao. Quan cho con lắm bà chủ, con đâu có dám đụng vô cậu. Dạ, quan cho con lắm bà chủ. Mày nên biết, khi con chó trong nhà không dãy đôi mừng mà quay qua cắn chủ, thì chủ một là giết nó, còn hai là nghiêm khắc dạy dỗ nó.
Em không cần bịt mắt anh. Anh biết chắc đó là em. Sao thầy biết là em vậy? Nghe mùi nước hoa thôi là anh biết rồi. Nè, giờ còn kêu thầy nữa sao? Không kêu là thầy, chứ kêu là gì? Phải gọi bằng anh chứ. Thôi, kêu là anh kỳ lắm, không kêu đâu. Không kêu thì phạt ráng chịu à. Thầy dám phạt em sao? Dám sao không? Hai ơi, cậu Hai mở cửa đi cậu Hai. Tôi là thầy thuốc, đến đây bắt mạch cho cậu nè. Thầy đi một mình hay là đi với ai? À, thầy đi có một mình à. Thầy đừng có xạo. Tôi nghe được hơi thở của má tôi đang đứng kế bên thầy á. Thầy mà không kêu má tôi đi chỗ khác thì tôi không có mở cửa cho thầy vô đây đâu. Hiện tại á, cậu vẫn còn đang bị kích động. Mình không có nên chọc giận cậu đâu. E lại lên cơn giống như lần trước, không có tốt cho sức khỏe. Nó đem thằng Thành vô phòng đóng cửa từ đêm qua tới giờ, không có cho ai vô hết á. Hồi sáng giờ ai nói gì nữa cũng không trả lời. Giờ chỉ có thầy kêu thì nó mới trả lời. Dạ, vì cậu ấy còn tin tôi. Bây giờ tôi nhờ thầy, tôi đứng ngoài đây. Thầy vô trong đó khám cho nó. Khám xong thầy đi ra đừng có đóng cửa nha. Rồi tôi với đám gia nhân ào vô bắt thằng Thành ra. Tôi khuyên bà chủ đừng có làm vậy. Kể cả tôi mà cũng gạt cậu á, thì mai mốt cậu không có tin ai nữa đâu. Vậy theo thầy, giờ tôi phải làm sao đây? Cậu chủ lúc chào đời á bị ngộp ối, nhưng vẫn là một cậu bé khỏe mạnh. Rồi từ khi ông chủ mất, cậu chủ trở nên nóng tánh. Ai mà làm trái ý cậu là cậu cắn người ta. Rồi bệnh lên, bệnh xuống, nên đầu óc của cậu bây giờ nó mới như vậy á. Trước mắt á, thì cứ theo ý của cậu đi. Rồi sau đó bệnh tình thuyên giảm, rồi mình tính tiếp. Chứ không á, cậu lại lên cơn giống như kỳ trước nữa. Là công tình giữ bệnh cho cậu mười mấy năm nay của tôi với bà chủ á, coi như đổ sông đổ biển hết luôn á. Tới nước này rồi, thì thôi, tôi cũng nghe lời thầy chỉ dạy. Nếu nghe lời tôi á, thì xin bà chủ đi ra ngoài để tránh mặt cậu. Một mình ơn tôi vô trọng là được rồi. Dạ. Thầy, thầy khám cho nó lẹ đi, nó sắp chết rồi đó. À, được rồi, thầy sẽ khám cho. À, bây giờ cậu lấy một ca nước để rửa mặt cho bạn mình đi. Dạ. À, chắc là nó khác đó. Cái ly này nó uống được không thầy? Cậu giỏi lắm, rất đáng khen. Bây giờ cậu cho bạn mình uống, nhưng mà từ từ, chậm chậm thôi. Ê, nó nhúc nhích rồi thầy. À, rồi, tránh ra để thầy coi. Mày đừng có sao nha Thành. Mày đừng có sao nha. Thầy ơi, thầy ông cũ, thầy ông mới chảy máu tùm lum mà. Nó có chết không này? Thành lên này, mày có chết không nha Thành? Mày có chết không Thành? Thành ơi, mày chết rồi nè. Cậu Hai, không sao đâu cậu Hai, đừng có lo, có thầy ở đây rồi. Cậu Hai yên tâm nha. Cậu Hai bây giờ ra ngoài để tôi rửa vết thương cho bạn cậu nha. Không, con phải đứng ở đây, con phải canh chừng nó. Ông vô đây, có chuyện này mừng liền với dứt khoát nè. Trời ơi, cái chuyện gì bà cũng làm cũng ào ào, nóng như lửa gì. Để tôi tưới xong rồi vô nó có được hay không? Được rồi, được nghe, cứ lo tưới đi.
Đợi chừng nào hả? Cái bụng Thúy nó trương sình, thúi rùm thúi quát cho cả làng rồi hắn tính ha. Bà, cái chuyện gì cũng vậy, lúc nào cũng ào ào nóng như lửa đốt vậy. Cái gì mà từ từ nói? Bây giờ nói mà nghe nè, nói cái vụ gì mà ai quăng mắm vô nhà mình rồi bây giờ sình ương lên là chuyện gì? Nè, mà nè, Thúy đâu rồi ông? Nó ra đằng sau giường, nó hái me, nó ngào đường, nó ăn. Trời, nó thèm... Trời ơi, nó thèm chua rồi sao? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, bà làm gì như kinh phong nhật bà vậy? Con gái đứa nào nó không thèm là sồi me cá bổi. Ôi ơi, ông không hiểu gì hết á. Nè, ông có thấy nó có gì khác lạ không? Bà tối ngày cứ nghĩ xấu gì con gái mình hoài vậy? Tôi không có nghĩ xấu gì nó, mà tôi thấy chính mắt tôi thấy rằng ràng rồi đó. Thiệt không? Tôi đặt điều nó xấu con mình làm gì? Rồi bây giờ bà tính sao? Cái vụ mà mình tung tin mua đất để mà cưới chồng cho Thúy đó, ông làm đến đâu rồi? Bà chờ tôi chút. Nè, bà coi đi. Ôi trời, cái gì mà hàng lớp lớp dữ vậy ông? Trời ơi, cứ coi đi, bà hỏi hoài. Rồi được rồi, từ từ để tôi coi. Đâu, danh sách hỏi cưới con Thúy. Ví dụ này tôi thích nè. À, cậu năm lùng, con ông cả càng long. Cậu ba lu, con hội đồng dư. Ông sáu ngu, con chủ hãng sơn tàu. Ôi trời ơi, ôi ôi, toàn là con út với con cả không à. Gia đình danh giá không đó ông. Ôi trời ơi. Dạ, thưa ông bà, tôi mới tới. Tôi gửi biếu ông bà một hộp trà thượng hạng để uống lấy thảo. Cảm ơn thầy. Nhà tôi trà thượng hạng nhiều lắm, uống không hết. Thầy đem về đi, tôi không dám nhận đâu. Dạ, thưa ông bà, hôm nay tôi đến đây, tôi muốn xin trình với ông bà một chuyện. Thầy có chuyện gì, thầy cứ nói đi. Dạ, thưa ông bà, xin phép cho tôi dạy hết tuần này, tôi nghỉ. Mẹ thầy lại trở bệnh nữa hả? Dạ thưa không, tôi nghĩ vậy để tập trung thi chánh ngạch rồi ra làm thông ngôn, để sau này đi theo con đường quan chức. Thầy không có tiền thì đến khi nào thầy mới leo lên được quan lộ cho bằng người ta? Dạ thưa má, ảnh không có nhiều tiền nhưng mà con có. Con có thể lo được cho ảnh. Dạ lại, của hồi môn ba má cho con thì con có quyền xài, miễn là con xài đúng chỗ. Lấy tiền cho trai mà nói là xài đúng chỗ hả? Dạ thưa má, ảnh là người con thương, sớm muộn gì anh cũng sẽ là chồng của con. Con lo cho chồng của con làm quan cho bằng người ta cũng là đang lo cho chính cuộc sống của con sau này mà má. Má cấm con tiền của ba má làm ba cái chuyện tào lao đó. Bao nhiêu đứa bên ngoài kia kìa, muôn đăng hộ đối xếp hàng dài dài để mà xin cưới con. Vậy mà con hả, đem tiền đi lo cho cái kẻ khô rách áo ôm thì sao? Thưa bà, tôi không phải là kẻ khô rách áo ôm như bà nói. Ủa, tôi đang dạy con gái tôi, bộ con có tịch thì sao mà rực rịch vậy hả? Má à, má đừng nghĩ má nói như vậy sẽ làm cho tụi con nản lòng. Tụi con đã hứa với nhau là sẽ quyết bảo vệ tình yêu của mình. Con dám nói với má những câu như vậy trước mặt người ta hay sao hả? Con xin lỗi ba má, nãy giờ con vô tình nghe được câu chuyện của ba má nói về chuyện của con và thầy Lưu Phan. Ba má làm như vậy là vì ba má chỉ thương con thôi. Ba má không cần phải lo, chuyện tương lai của con có thể tự quyết định được. Bây giờ con cũng chưa có ý định kết hôn, nhưng nếu con lấy chồng
con sẽ lấy người mình thương. Con tuyệt đối không nghe theo sự sắp xếp của ba má. Dạy con những lời như vậy hay sao hả? Anh không có dạy gì con hết. Nhưng mà buổi tân thời này ai cũng biết mà má. Phải yêu nhau thì mới cưới nhau được, thì mới có thể sống đời với nhau. Thời buổi bây giờ, quan điểm ba má đặt đâu con người đó nó lỗi thời rồi. Lỗi thời thì ở đâu thì không biết. Nhưng mà trong gia đình này, dây đánh thì phải dựng lề. Ba đã chọn ngày tốt rồi, chỉ chờ ngày đám cưới của tôi. Con nhất quyết không ơn. Má cấm con, không được nói nữa. Chuyện gì má cũng có thể bỏ qua cho con, nhưng mà chuyện này, áo mặc sao qua khỏi đâu hả con? Dạ, xin phép ông bà, tôi về. Cháo nè Thành. Tôi đau quá cậu ơi. Ăn không nổi. Nếu mà mày ăn không nổi á thì mày nằm im đó đi. Tao đút cho mẹ ăn. Cháo nha Thành. Hết tô cháo này đi, rồi tao lấy bộ đồ đẹp nhất bận cho mày. Không cần đâu cậu, tao bận bộ này được mà. Mày cứ nằm im đó đi, không được cãi tao. Sao vậy nè? Mày lạnh hả?
Tao cài lại nút áo cho mày. Mày còn lạnh không? Để tao nằm xuống tao ôm mày cho mày ấm nha. Để tao ôm mày lại cho mày ấm. Hồi nhỏ mỗi lần mà tao bị lạnh, chú Sáu cũng ôm tao giống vậy nè, ấm lắm. Thành ơi, mày đừng làm tao sợ nha Thành. Mày đừng làm tao sợ. Thành ơi, Thành ơi, mày đừng làm tao sợ nha. Mày đợi tao một chút. Vũ ơi, Vũ cứu thằng Thành đi Vũ. Ủa? Cứu thằng Thành đi. Thành nó bị sao vậy cậu? Thằng Thành nó nóng hổi à, nó nghiến răng, nó rung mạnh, nó rên thấy ghê lắm. Trời ơi, chắc là nó bị động kinh rồi đó. Cậu chạy lên coi nó giùm đi. Để tôi đi lấy cái này cái. Trời đất ơi, cậu qua bên đó đi. Qua bên đó, giữ tay giữ chân nó lại. Trời ơi, Thành ơi con sao vậy? Giữ chặt tay chân nó lại đi. Cơn động kinh rồi đó. Cậu đây nha, để chú đi lấy cái khăn lau mát cho nó. Lau mát là sao chú? Là lấy khăn rồi mình nhúng vô nước ấm rồi mình dắt xong mình mới lau mát cho nó đó. Giống như hồi nhỏ đó chú hay làm cho cậu đó. À con nhớ rồi. Vậy thôi chú đi ngủ đi, để con thức con lau cho nó được rồi. Ờ. Thành ơi Thành, mày đừng chết nha. Mày chết thành ma. Tao sợ ma. Cậu Hai ơi, tôi nợ ơn cậu cứu mày. Tôi nguyện sẽ đáp đền. Em đừng khóc nữa. Sợ gì hai bác làm như vậy cũng đều có lý do của người làm cha mẹ. Ai cũng muốn gả con mình cho người xứng lứa. Anh không trách hai bác, chỉ trách thân phận hèn mọn của mình. Anh đừng có nói nữa. Em đã khổ lắm rồi, anh có hiểu không? Em biết đó, anh chỉ là một thầy giáo nghèo, còn em lại là một thiên kim tiểu thơ. Làm sao mà anh có thể bắt em sống cảnh cực khổ được? Mặc dù anh thương em rất nhiều. Đã yêu thương nhau thì tại sao phải phân biệt sang hèn chứ? Em nghĩ được như vậy thì anh rất là mừng. Anh đi học cũng sẽ cố gắng đi làm thêm để có tiền trang trải cho việc học.
Anh không muốn bị mang tiếng đào mỏ. Em có ráng chờ anh được thì chờ. Em không thể chờ anh. Cho dù em muốn vợ anh đi chăng nữa thì cũng không được. Ba má em sẽ bắt gả em cho người khác liền. Thiệt vậy sao? Em gạt anh để làm gì? Chuyện cấp bách lắm rồi. Nếu như mà anh thiệt bụng thương em thì anh phải đấu tranh cho tình yêu của chúng ta. Anh thương em nhiều lắm. Tình cảm em dành cho anh như vậy, làm sao anh đỡ chối từ? Anh đừng có suy nghĩ nhiều. Đây là tấm lòng mà em dành cho anh. Nó có thể giúp anh trang trải trong thời gian đầu của việc học. Em chưa bao giờ dám nghĩ anh là một kẻ đào mỏ hay là lợi dụng gì em hết. Anh hãy xem như đây là một sự hỗ trợ của một người bạn dành cho anh có được không? Anh không thể nào nhận sự giúp đỡ như vậy. Hãy cho anh còn chút lòng tự trọng. Anh tự lo cho mình được. Lo cho bản thân mình còn chưa xong thì lấy đâu ra sau này để lo cho vợ, cho con. Em biết, em biết là anh có lòng tự trọng. Nhưng mà em hết cách rồi. Em không biết phải làm sao nữa. Sắp tới đây em và anh sẽ rất khó gặp nhau. Ba má chắc chắn sẽ cho người theo dõi em. Em yêu anh, cho nên là em mới làm như vậy. Em sẽ chờ anh. Dù rằng phía trước sẽ có rất nhiều sóng gió. Anh cảm ơn em đã hiểu. Anh hứa, dù trong hoàn cảnh nào, anh cũng chỉ yêu em, yêu mình em mà thôi. Em sẽ chờ anh, dù 5 năm hay là 10 năm. Xin bà chủ rộng lượng tha tội cho con. Mày dám cả gan đụng tới con trai của tao, tao chỉ muốn xé xác mẹ ra thôi. Con xin lỗi bà chủ, con biết tội con rồi. Con hứa lấy thân phận hèn mọn của mình để phục tùng cầu với bà chủ. Xin bà chủ. Tao có nên tin mày không? Hay là tao chặt đứt hai bàn tay mày, con đuổi mày đi ra khỏi nhà. Con xin thề, con không dám tái phạm nữa. Con sẽ trung thành với cậu với bà chủ. Xin bà chủ. Tao tạm tha cho mày lần này. Lần sau mà còn đụng tới con trai của tao thì mày đừng có trách tao nghe chưa. Dạ, cảm ơn bà chủ. Cảm ơn bà chủ. Cảm ơn bà chủ. Vậy làm đi. Dạ. Bà, tôi đã tính kỹ cái hôn sự con Thúy rồi. Đất không chịu trời thì trời cũng phải chịu đất thôi. Nè, ông nói gì vậy? Hả? Bữa ông nói khác mà sao bữa nay ông nói gì kỳ cục vậy hả? Ông sao vậy? Không có ai mà nỡ ép con gái mình mà nó thương những người mà nó không có thương. Tôi nói cho bà biết nha, bữa nay là thầy Phan dạy bữa cuối là tôi tính. Trời ơi, ông bị làm sao vậy hả? Ở bên ngoài kia kìa, cả đám đang ngấp nghé con mình, vậy mà còn nói lớn nữa. Cái đó là trà dư tủ hậu, ăn nhậu rượu nói. Tôi đâu có nói đâu. Không. Trời ơi, tôi làm gì lại tụi nhỏ. Cái gì vậy? Tụi nhỏ nó chưa biết với nhau, giờ không đám cưới cũng đâu có sao. Trời ơi, ông ơi, nói không cũng là ông, nói có cũng là ông là sao? Bữa nay bị sao vậy hả? Cái gì? Tôi nói cho bà đó, ép dầu, ép mỡ, ai nợ ép duyên. Bây giờ con tôi thương chỗ nào, tôi gả chỗ đó. Trời. Tôi nói bà nghe nha, lúc này tôi thấy bà lộn xộn cái chuyện của tôi về bà cũng xía vô nha. Rồi bây giờ bà muốn giải quyết không? Tôi để bà giải quyết đó. Riết là bà lỏng huyền quá à. Con và thầy ra phòng khách đi, ba cần nói chuyện. Nhưng mà con đang học mà ba. Mình đi vô coi ba má em nói gì đã. Thế nào cũng bị giảng một bài nữa cho mà coi. Em đã hứa là mình cùng nhau quyết tâm kiên trì mà. Phải vô trong, chịu khó nghe ba má nói gì chứ. Em biết rồi, quyết tâm.
Dạ. Ba má gọi tụi con có chuyện gì không? Dạ, tôi đây thưa ông bà. À, mấy bữa nay ba má cũng suy nghĩ kỹ rồi. Con thì học trường Tây, sống là sống Tân Thời. Một cái chuyện hôn nhân thì ba má con không ép uổng nữa. Bây giờ con thích ở đâu á thì ba gả ở đó. Ba nói thiệt hả ba? Chứ không lẽ ba má nói dốc bậy. Dạ, đội ơn ông bà. Thầy không cần phải đội ơn tôi đâu. Cái mà tôi cần á, làm sao thầy có thể lo cho được cho con gái của tôi có được một cuộc sống sung sướng y như là nó sống ở trong căn nhà này vậy. Như vậy là được rồi. Dạ, tôi sẽ cố gắng. Dạ, tụi con cùng cố gắng thì sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp thôi mà. Dạ, tụi con cảm ơn ba má nhiều. Tụi con cũng xin lỗi ba má bởi vì đã làm cho ba má phải lo lắng. Biết vậy là được rồi. Giờ tính sao á mà cho mọi chuyện đều tốt đẹp và nở mày nở mặt hai họ. Ba má sẽ không ngăn cản nữa đâu. Con cảm ơn má. Đó, anh thấy chưa? Em đã nói rồi, ba má cưng em lắm, thế nào cũng sẽ chịu theo ý của em thôi. Da 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 da. Mấy người làm gì vậy? Nè, mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra! Thả tôi ra! Nè, thả ra! Ủa chị? Có mối tốt, có mối tốt lắm. Tôi lật đật tôi về đây tôi báo chị liền nè. Thiệt vậy ha? Ừ. Trời ơi, ta nói cái ngôi nhà nó bự sự luôn. Ba cái đồ mà xài trong nhà là bà cầm mang từ ở bên Tây bên Tàu về không hả? Trời. Ừ, bà đều cái hộp sòn, tao nói cái hộp nào hộp nấy tao bự chán như vậy nè. Ha, cái ba cái hộp bẹt này là đồ bỏ với bà. Trời ơi, bà đeo cái hộp bẹt nhìn nó bóng lộn luôn. Mấy cái đồ cẩm thạch bà đeo nha. Trời ơi, tao nói đẹp lắm nha, nó lên nước xanh lè xanh biếc luôn á, tôi nhìn tôi mê lắm luôn á. Vậy sao? Ừ. Vậy chị coi sắp xếp cuộc gặp mặt cho tôi coi dò coi cẳng bên đó được không? Thì tôi cũng tính vậy, cho nên mới về đây báo chị liền nè. Mà nè, người ta có hỏi về gia cảnh của tôi với người Lương không? Sao không? Tôi nói hả, người ta mê ly luôn đó. Đến nỗi mà người ta muốn gặp chị với cậu Lương liền luôn á. Nói chung là hai nhà xứng xuôi gia lắm. Thiệt hả chị? Ừ. Người ta muốn mời gặp mặt tôi với người Lương liền luôn á hả? Ừ thì tôi cũng thấy, tôi biết cậu hai vậy mà. Cho nên tôi nói là để người lớn gặp trước rồi sắp xếp cho mấy nhỏ gặp sau. Thấy tôi hay không? Chị thiệt là giỏi à. Tôi cảm ơn chị dữ lắm nha. Lần này á mà tụi nó thành với nhau á, suốt đời này tôi không có quên hơn chị đâu. Sao không thành? Tôi mát tay lắm mà. Tôi gọi chị nha. Ủa? Cảm ơn. Cảm ơn chị. À, tôi đi về nha. Chị về ha. Ừ. Có gì báo tôi nha. Ừ. Đứa nào kêu thằng Thành lên tao biểu coi. Dạ. Dạ ba kêu con. Ừ. Tao sửa soạn dắt cậu hai đi coi mắt con gái người ta. Nếu mà mối này ưng á thì tao sẽ cưới vợ cho cậu hai liền. À, dạ. Bởi vậy từ nay về sau á, tao muốn mày chỉ cho cậu hai cách học ăn nói gói mở sao cho thiệt là lễ phép lịch sự gia giáo, giống y như là là mấy công tử nhà giàu xứ này vậy đó. Dạ, nhưng mà... Tao cho mày biết, gia thế nhà này á là gia thế thượng lưu, cô gái theo tân thời. Cho nên trước khi cưới, người ta muốn có thời gian để gặp mặt, nói chuyện rồi tìm hiểu, đi chơi với nhau. Đây coi chỉ cậu hai làm sao, gặp mặt cô gái đó, cậu hai làm cho người ta có cảm tình. Dạ, khó lắm đó bà ơi. Thì mày dạy cậu hai giống như là cậu hai thân. Con bà Cái Lục ở xóm kế bên nè. Dạ. Nhưng mà
Bay chỉ cách nào, bay nói cách gì cho cậu hai nghe theo á, đó là cách của bay. Cứ nhìn theo phong thái của cậu hai thân mà chỉ dạy. Làm sao cho cậu hai á gặp mặt người ta ưng liền á thì tao thưởng. Còn ngược lại làm không được thì bay chết với bà. Dạ, dạ con cứ sẽ cố gắng hết sức. Má, con có pha cam mật ong cho má nè, má uống cho mát nha. Dữ á cùng, nuôi con gái ngần này tuổi rồi, vậy mà lần đầu tiên mới được cho nó pha một cái ly cam ngọt ngào như vậy đó. Từ giờ trở đi, ngày nào con cũng sẽ pha nước cho ba má uống, rồi sẽ tự tay làm điểm tâm, ăn cùng với ba má luôn. Chà, Ngô bộ sắp có chồng rồi, thương ba má hơn cả ta. Má chọc con hoài. Má. Anh Phan nói với con á, sau này tụi con cưới nhau rồi, con không cần phải về đó làm dâu. Ảnh sẽ đón má lên đây để tiện bề chăm sóc. Tụi con sẽ mướn nhà ở gần đây, chạy tới lui với ba má. Bà con mà nghe vậy là chắc là vui lắm đó. Ơ mà thôi, khỏi cần mướn. Để má nói với ba lấy lại căn phố ngã tư á, rồi khi chị xui lên rồi ở luôn. Tiện bề ba má qua lại còn chăm sóc con nữa. Má chỉ có mỗi mình con là con gái à, đâu có muốn con ở xa dữ vậy. Con cũng sợ là sẽ nhớ ba má, cho nên con cũng có nói với anh Phan. Chà, mở miệng ra cái lúc nào anh Phan, anh Phan. Con lậm dữ lắm rồi nghe. Bởi má gả con đi cũng phải đó. Má, má chọc con hoài à. Mốt hả, con sẽ sanh cho má một bầy cháu ngoại, qua quậy cho má xỉu luôn. Nè, nói là phải có à nghe. Gì chứ hả, cháu là tôi thích lắm đó. Coi kìa, nói tới chồng con cái mặt nó sáng rỡ à. À, vô phòng á, lấy cái hộp nữ trang ra cho má coi coi có cần phải mua sắm gì không. Lát nữa má đi ra tiệm vàng tính sắm vài thứ cho con làm của hồi môn, để cho người ta bên đó không khi dễ. Dạ, để con đi lấy liền. Con còn cất ở đâu nữa không? Sao mà ít dữ vậy hả Thúy? Dạ không, từ đó tới giờ con cất ở trong đây thôi mà. Con thử nhớ kỹ lại coi. Má nhớ là má mua cho con nhiều lắm mà. Dạ, con có đưa cho anh Phan mấy cái vòng, nhưng mà anh từ chối, anh không có nhận. Xong rồi con cất vô đây lại nè, nhưng mà sao bây giờ không thấy trong này? Với lại hình như cái hộp cũng bị xáo trộn nhiều. Không chỉ xáo trộn mà lặp mất. Nhìn lên. Có chuyện gì? Sao lính tráng lại vô nhà tôi vậy hả? Ủa,
Sao có ông thầy ở đây? Đừng nói với tôi là bắt được trộm nha. Nhà tôi vừa bị mất vàng đó. Trời ơi, sao lại như vậy? Có sự nhầm lẫn gì ở đây? Anh không có, tôi không biết. Hiểu rồi. Con gái tôi cho cậu mấy cái vòng, cậu chê ít, rửa mắt hốt thêm phải không? Trời ơi, cậu thiệt là tệ. Lẽ ra cái số vàng này á, trước sau gì cũng thuộc về cậu, khi mà cậu cưới con gái tôi rồi. Vậy mà cậu tham hơi sớm đó. À, hay là cậu muốn hốt mớ này để mà làm vốn rồi cưới cô khác chứ gì? Không, bác đừng nói vậy. Con không biết, con không có lấy thiệt mà. Không lấy thiệt sao? Thúy, hãy nhìn đi, nhìn cho kỹ cái bộ mặt lưu manh này đi. Con cho nó vàng, nó giả bộ chê, nhưng lại thò tay lấy nhiều thêm. Nếu mà không bị phát hiện kịp thời, chắc là có lẽ nó ôm hết cái đống vàng này, nó còn ở lại một mình đó. Thúy, hãy tin anh không có lấy. Trời ơi, sự thật là như thế nào? Bây giờ tôi biết tin ai đây? Sự thật rành rành ra đó, nhưng mà còn chưa sáng mắt sao hả con? Má ơi, má, má ơi, bây giờ mình từ từ xem xét lại nha má. Có khi nào ảnh làm vào thế kẹt cho nên ảnh mới làm liền như vậy? Tôi thề là tôi không có lấy, tôi không có ăn cắp. Cậu không ăn cắp à? Vậy thì tại sao cái số vàng đó lại chui vô cặp của cậu? Không lẽ nó có chừng nó chạy vô cặp của cậu hay sao? Có ăn cắp hay không, giấy lần quan trắng đen sẽ rõ. Ông đừng suy nghĩ nhiều rồi sanh bệnh đó. Làm sao mà tôi không suy nghĩ được, trong khi cái chuyện gia đình mình nó rối bù lên. Mà tôi lo nhất là cái chuyện mai mối cho con Thúy á. Bởi tôi mới nói ông đừng có lo nữa. Tôi đã tìm được mối tốt để mà gả con Thúy của mình rồi. Bà nói gì? Bà có mối nè hả? Cô Hai, hôm nay nhìn cô Hai đẹp quá. Thiệt hả? Tóc tao chảy nhìn lạ không? Lạ, nhưng mà cô Hai á phải chịu khó rửa mặt, chà răng thường xuyên, rồi sau đó diện bộ đồ này nè, nhìn nó mới đẹp. Má tao mới biểu hồi hôm á, nói là tao lớn rồi, làm người lớn đi má cưới vợ cho tao. Đúng rồi đó, cậu Hai càng lớn á, cậu Hai càng đẹp. Bộ hồi giờ tao không đẹp hả? Má tao nói tao đẹp từ hồi mới đẻ luôn. Tôi có nghe nói, nhưng mà ý của tôi á là cậu Hai càng lớn, cậu Hai càng trổ mã, đẹp thêm á. Nhưng mà má tao nói đẹp vậy chưa đủ, cho nên mới sắm vàng cho tao đeo cho nó đẹp hơn. Vậy hả? Mày coi nè, cái này kêu bằng cà rá, còn này là lắc tai xe tăng. Ôi, thêm cái vòng cổ xe tăng nữa là đủ bộ. Ôi, má tao nói mua mắc tiền lắm á. Mày coi tao đeo đẹp không? Đẹp, đẹp thấy mê luôn. Mày mà còn mê nữa hả? Thì kiểu gì tụi con gái nó cũng mê tao à. Nhưng mà má tao nói á, tao đẹp trai vậy nè, xong đeo vàng nhiều vô thì tụi con gái nó mê dữ lắm. Bà nói đúng. Phải chi á mà ngày nào tía cắm câu cũng được nhiều cá, đem bán kiếm tiền thì tốt quá hả anh Thành? Ừ. Đây, mệt rồi, để anh làm cho. Ý, mà phải công nhận nha, Huệ có gian buôn bán á. Mới vừa bưng ra chợ có tí xíu mà bán hết trơn. Tí em cũng nói là em có gian buôn bán á. Em có gói xôi nè, anh Thành ăn đi. Thôi, đem về cho tí má đi, chứ anh ăn rồi mà. Anh ăn đi, em có phần cho tí má rồi. À, mà anh có phải về nhà làm việc cho bà chủ không? Để bà chủ la á. Anh làm xong hết rồi, không có lo gì hết á. Cây cấu trong vườn anh cũng tưới rồi, trâu anh cũng cho ăn luôn rồi. Ngồi chơi với Huệ tí xíu, đưa Huệ về tận nhà luôn. Đưa em về tận nhà, xong rồi trễ giờ cơm, bà chủ đánh đòn đừng có đổ thừa em á nghe. Tôi bị đánh đòn vì mấy người tôi chịu được mà.
Thiệt không á? Thiệt. Nói vậy thôi, chứ hai đứa ngồi đây chút xíu rồi Mạnh Ai nấy về. Chứ thấy anh Thành đưa em về xong rồi lủi thủi vậy có một mình, em xót ruột, tối ngủ không có yên. Thiệt không vậy? Ai nói giỡn với anh làm gì? Ha, Huệ hôm nay không có thấy cậu hai. Cậu hai hôm nay bận đồ đẹp dữ lắm, vàng đeo đầy người luôn, đỏ chót hả? Ai nhìn cũng mê cho người coi. Bộ đeo vàng là người ta mới mê hả? Anh không biết nữa, nhưng mà tại bà chủ với cậu hai nói như vậy á thì anh nói lợi thôi. Không cần đeo vàng, có người chỉ cần đeo cái này thôi cũng có người mê chứ bộ. Quê làm đẹp quá nè. Mà đeo cái này rồi ai mê? Chỉ có người mê là được rồi. Ai mê vậy? Chỉ anh được không? Thì đây nè. Thúy à, ráng dậy ra ngoài ăn miếng cháo đi con. Cho lại sức đi con. Con cứ như vậy hoài á khiến cho má phải làm đơn đưa ra tòa nhanh hơn nữa đó. Tại sao má lại làm như vậy? Má biết là không có ảnh con sống không nổi mà. Sao con không hỏi nó? Tại sao lại đi ăn trộm mà đi hỏi má hả? Ảnh không có ăn trộm, con chắc chắn. Nghèo kiết xác, không có tiền lo thuốc thang cho má nó. Nếu mà không ăn trộm á, lấy tiền đâu đưa bả đi nhà thương hả? Vậy mà còn đeo bám đòi cưới con gái của má. Tụi con thương nhau, không có ai đeo bám ai hết. Được rồi, bây giờ con lo ăn uống cho lấy lại sức rồi mình nói chuyện sau đi. Con không ăn, con muốn chết. Không có ảnh con sống cũng vô nghĩa. Ba má kêu người ta thả ảnh ra đi. Má làm gì có quyền? Má có tiền, ba má cho người bắt ảnh được thì bây giờ ba má cho người thả anh ra đi. Con nói như vậy là có ý gì? Con nói không đúng chắc. Má đừng có tưởng là con không biết. Được, con đã biết rồi, má cũng không thèm giấu nữa. Phải, chính má đã kêu lính đến bắt nó đó. Nếu mà nó không ăn cắp thì ai bắt được nó chứ? Con không tin là anh đang làm những chuyện này. Lính đã bắt tận tay, nhân chứng vật chứng rành rành ra đó. Con tin hay không thì không có gì thay đổi hết. Nó sẽ phải ở tù mò công và mất hết tất cả tiền đồ. Má ơi, má ơi, má ơi, má, má tha cho anh Phan một lần này được không má? Con đang nghĩ má đó má. Tha cho anh Phan đi má. Nha má. Má. Được, má sẽ tha cho nó, nhưng với một điều kiện. Anh đã nói em được thăm anh nữa mà. Má biểu em vô đây thăm anh. Má kêu em khuyên anh nhận tội, rồi má sẽ tìm cách năn nỉ tòa, bãi nài xin cho anh. Anh không có tội, tại sao lại bắt anh phải nhận? Với tình thế này, anh nên nhận tội đi. Nếu như anh không nhận tội, tòa sẽ xử anh án giam. Em không thể nào nhìn thấy anh ở tù. Nhận tội sẽ được tha, nhưng còn vết nhơ sẽ theo hồ sơ của anh trọn kiếp này. Một tên trộm thì làm gì có uy tín trong xã hội. Anh sẽ mất hết cả tương lai và sự nghiệp của anh. Rồi còn má anh, bà sẽ như thế nào khi biết con mình mang án tham lam? Không, anh thà chết chứ không nhận tội mà anh không làm đâu.
Xin anh đừng suy nghĩ dài dột. Anh hãy nhanh nhanh nghĩ cách đi. Cách gì? Anh biết tìm cách gì đây khi mà than chứng vật chứng rành rành ra đó? Không, anh không có cách nào để chứng minh mình trong sạch hết. Mặc dù anh không trộm cắp gì cả. Thôi, em có tin anh không? Em tin anh. Nhưng nếu anh nói như vậy thì thà anh nhận lỗi với ba má em đi. Ít ra anh còn được bãi nại, mang án nhưng không phải ở tù. Em đừng an ủi anh bằng những lời vô nghĩa đó. Anh nói rồi, anh không nhận tội đâu. Anh Phan. Đã hết giờ thăm, em về đi. Anh Phan. Đi đi. Anh. Em đúng là sao chổi. Chính vì quen em mà anh mới ra nông nổi như ngày hôm nay. Đi đi, về đi. Anh Phan, anh đừng có kích động. Hãy để anh chết đi. Anh chết để cho vừa lòng hai vợ ba má của em. Anh, đi đi. Anh đừng có kích động nữa. Nếu như mà anh không muốn nhìn thấy em thì từ nay em sẽ không đến đây thăm anh nữa. Sao rồi? Nó có đồng ý nghe lời theo lời con không? Anh nói có chết anh cũng không nhận tội. Nhưng mà làm sao nhận tội được khi mình không làm hả má? Anh nói như vậy thì tương lai sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan hết. Má ơi, má tha cho anh được không má? Tha cho nó với má không khó. Chỉ cần con làm theo lời má thì không những nó không ở tù, mà còn tương lai tiền đồ sự nghiệp của nó sẽ không bị cái án trộm kia phá nát. Sao, con có làm được không? Vậy thôi, con cứ suy nghĩ đi rồi hãy trả lời với má. Nhưng má nói trước, quá thời hạn giam giữ thì nó sẽ phải ra tòa đó. Trước khi quyết định, má cho con đi du lịch một ngày được không? Được, má đồng ý. Bác, ủa, con kéo lá đi đâu mà nhiều dữ vậy Thành? Dạ mấy bữa con dặm lúa ở dưới này rạch xẻo á, con thấy cái đám dừa này tốt quá nên con đốn về phơi vút vút rồi bỏ xuống xuồng á, mang qua đây cho bác. Để vài bữa nữa con rảnh con qua đây phụ bác lập lại cái mái nhà nghe. Thiệt là ổn rồi á, bác cũng tính đi cộ lá về rồi. À, người ta cho lá biểu mình tới tự đốn mà tự cộ về. Dạ, bác đang lo không đủ sức cho nên cứ chần chừ hoài. Với lại bác gái bay cứ bệnh rề rề, bỏ bả nhạn mình á, không có yên tâm. Ơi, nóc nhà nó mục hết rồi đó. Dạ, bây giờ con mới mang đống lá này về cho bác nè. Ừ. Vài bữa nữa con qua con phụ một tay. Ừ, cảm ơn con nha. À, ủa, bay qua đây rồi để cậu hai ở nhà một mình vậy sao? Dạ không có sao, cậu hai ngủ trưa dữ lắm. Có khi tới ngọ luôn á, con kêu cậu hai mới dậy ăn cơm á. Ừ. Tiếng mới về. À, con. Ủa, không kêu tôi kéo cho, ăn đòn bà chủ hoài không biết sợ hả? Mấy cái chuyện này để đàn ông con trai người ta làm. Với lại Quỳ đừng có lo, bà chủ giờ lo để ý chuyện đám cưới cậu hai rồi, không có để ý mấy cái này đâu. Cái gì? Cậu hai đám cưới hả? Ừ. Thì cậu hai cũng tới tuổi cập kê rồi, bà chủ lo chuyện hôn sự cho cậu hai. Cậu hai cưới vợ có chuyện gì đâu lạ con. Nhưng mà cậu hai đâu có được bình. Ê, không có nói vậy nghe. Cậu hai giờ bớt dữ lắm rồi, cậu hai đòi phải lấy vợ đẹp cậu hai mới chịu đó bác. Ủa. Ờ, bác cũng mong là bà chủ kiếm được cô dâu Thảo về để chăm sóc cho cậu hai, chăm sóc cho bà chủ. Thấy hoàn cảnh bả đơn chiếc thấy cũng tội. Dạ, con cũng thấy như vậy á. Nhà mà có thêm bàn tay phụ nữ vô, vui nhà vui cửa bác ha. Thank you.
dài cho em á. Trời ơi, đẹp quá hai ơi. Trời ơi, hai nhìn nè. Trời ơi, đẹp dễ sợ luôn á. Thích quá à. Em cảm ơn hai nhiều nha. Mà hai, ừ? Sao hai đi gấp quá vậy? Ồ, tại vì á, bà chủ thiếu người phụ, cho nên là bà chủ chỉ cho chị về đem tiền về để mua thuốc cho má rồi phải lên liền. Chắc hai cực lắm hả? Hai không có cực gì đâu. Bà chủ á, thương chị lắm. Công việc buôn bán bà chủ giao cho chị hết, cũng nhàn hạ lắm. Em cảm ơn hai nha. Sao lại cảm ơn chị hai? Chị hai phải xa nhà, đi làm xa, kiếm từng đồng từng cắt, lo cho má, lo cho gia đình nữa. Em thương hai quá không? Em cũng ở nhà thay chị chăm sóc cho má mà. Huệ nè. Dạ. Hồi chiều ở trên đường làng á, chị thấy em với Thành tình tứ với nhau lắm. Chị hai thấy hả? Thành là người tốt. Cha chúc mừng em nha. Dạ. Em thương anh Thành nhiều lắm á. Thành ơi, làng chúc hai người hạnh phúc. Ê, trời ơi, cậu ơi, cậu, trời ơi, chết rồi. Trời ơi, đồ Tây á, người ta phải bỏ áo vô quần như vậy nè, nó mới giống cậu thân. Cậu thân của mày, sao tao không biết? Cậu thân á, là con của bà Hai Lục ở xóm bên nè. Tại bà từ nhỏ tới lớn á, không có cho cậu ra khỏi nhà, nên cậu không có biết cậu thân. Chứ cậu thân á, nhìn đẹp sang trọng lắm luôn á. Bộ đẹp trai với lại, đeo nhiều vàng hơn tao nữa hả? Không. Cậu thân không có đeo nhiều vàng bằng cậu, không có đẹp trai bằng cậu. Cậu thân lùn mập, nhưng mà cậu thân lịch sự lắm, nhìn sang trọng lắm kìa. Bởi vậy á, cậu phải làm cách nào á mà có cái phong thái giống cậu thân, để cho người ta nhìn cậu người ta phục lăng luôn, nghe không? Ừ. Vậy làm sao mày làm thử coi, đặng tao làm theo. Nè, giờ cậu đổi nón này trước ha. Rồi cây gậy này, cái đầu rồng phải đi phía trước. Rồi ha, cái cậu đứng thẳng lưng lên, cậu đi thẳng người lên đó. Đi phong thái như vậy nè thì nó mới ra là người sang trọng. Nào, cậu đi thử đi. Cậu không phải, người ta đứng thẳng lưng mà, hồi nãy con làm thẳng lưng mà. Sao cậu, cái này là của người già rồi. Tao thấy ông nào chống gậy cũng đi vậy á. Không phải, cậu phải đứng thẳng lưng lên, người thẳng người như vậy nè thì nó mới ra được. Đâu mình làm lại tao coi coi. Nè, mình đứng thẳng lưng lên, mặt hướng về phía trước. Đó. Đi như vậy nè. Đó. Rồi, cậu đi đi. Trời, chết rồi cậu. Ê, cậu ơi. Trời, cậu. Ui. Trời. Đây đây đây. Nói cậu rồi mà, cậu đi á, cậu đừng có ngước mặt lên trời. Cậu đi cậu nhìn ngang thôi, chứ không hồi cậu bị dấp té rồi cái cây nó chọt vô người nó đau. Có cái cây gậy thôi mà cũng làm khó tao nữa. Mày giỏi mày đi đi, tao không chống gậy, tao đi mình lên. Cậu. Dạ thôi, cậu hai nghỉ mệt đi, ăn cháo rồi tập tiếp nè. Đúng rồi, ăn đi. Ơ gà, tao đói bụng lắm rồi đó, nãy giờ đi tới lui mỏi chân quá trời. Đúng rồi cậu. Bây giờ á, cậu giả bộ coi tôi giống như là cô Thúy ha. Cái hai người ăn chung với nhau. Đây nha, cậu hãy lựa cái miếng gà là ngon nhất á, cậu gấp bỏ vô chén của cô Thúy. Ừ, nè.
đúng rồi, miếng đó ngon á. Rồi ngang, sau đó ha, cậu chờ cho cô Thúy mà cầm chén lên á, cậu cũng bưng chén lên rồi nói mời em. Mời em. Đúng rồi. Rồi sau đó ha, mình mới ăn nè. Rồi mình cũng cầm đũa. Trời đất ơi, cậu đừng có hút rột rột như vậy, mình có đũa. Chết cậu ơi, cậu chết, chém thật cậu ơi, cậu ơi chém thật cậu. Cậu ơi ra chỗ khác nè. Có sao không con? Mày sao dám để cho con hai sặc như vậy hả? Muốn chết không? Không, không, không có chết. Cháo ngon mà, con không có chết. Con có sao không? Cậu hai mà có chuyện gì mày chết với tao nghe chưa? Ăn từ từ thôi con. Con giá ông địa cho sạp của con hôm nay mua may bán đắt để bà chủ của con bớt lo. Con. Dạ bác. Bác thấy hôm nay con sắp xếp trái cây đẹp không? Con á, thật là khéo tay. Con bày biện kiểu gì bác thấy cũng đẹp mắt hết á. Con mong sạp của mình á, lúc nào cũng bán đắt giống như là cả tháng nay. Khách mua một lần rồi quay lại mua nữa hả bác? Ai cũng khen là sạp trái cây của mình vừa ngon lại vừa rẻ nữa. Bác biết mà, cũng là nhờ tài ăn nói của con. Lan nè, tiền lương của con tháng này đó. Dạ con cảm ơn bác. Lan nè. Dạ. Hai bác cháu mình á, bán được ngày nào thì hay ngày đó. Bác kêu người sang cái sạp này rồi. Sao vậy bác? Chuyện của gia đình bác rắc rối lắm. Bác nói trước với con để con còn chuẩn bị để mà kiếm gì khác mà làm. Sao lại như vậy được? Sạp của mình đang buôn bán đất mà bác. Con đã rất cần tiền để mua thuốc. Bây giờ không biết tìm chuyện mới ở đâu đây. Ông bà nói không sai. Quả vô đơn ký, quả vô đơn ký. Trời ơi cái ông này, cái gì mà qua vô đơn chí ông trù ẻo vậy hả? Mình đang may mắn mà. Thôi thôi làm ơn đi, làm ơn ông vô phòng ông ngủ giùm tôi một cái vậy ông. Nghe. Tỉnh táo đi rồi ngày mai hẳn bàn. Rồi ngày mai á coi ngày nào sạch sạch rồi mời người ta đến đây đấy mà còn coi nhà nữa. Bà tưởng tôi điên hả? Tôi phân tách được cái chữ mai với chữ quả ra làm sao? Quả hả? Quả là từ thằng con trai cưng của bà đó. Nó làm ăn sao bây giờ phá sản luôn. Được rồi. Vốn liên tiền bạc, tiền ngân hàng tôi với bà giao cho nó, nó làm tiêu hết rồi. Ông ơi, ông vừa nói sao? Thằng hai nó. Rồi nó kêu tôi giấu bà. Đợi đám cưới con Thúy xong mới nói cho bà biết. Nhưng mà tôi chịu không nổi. Tôi nói cho bà biết luôn. Bây giờ nó chỉ còn lại mấy cái cửa hàng buôn bán nhỏ. Tôi với bà chỉ sống qua ngày thôi. Còn bao nhiêu là tiêu tan hết rồi. Nhưng mà tại sao? Tại sao? Sao không nói cho tôi biết chứ hả ông? Bây giờ tôi có nói cho bà biết thì bà cũng hiểu được cái gì đâu. Ở trong cái nhà này còn lại những gì trong cái nhà này là của tôi với bà. Còn tất cả tiền bạc vàng dòng ngân hàng gì tiêu hết rồi. Không được.
Tôi phải đi gặp thằng Hai hỏi cho ra lẽ. Đâu, ngồi xuống đi. Nó trốn rồi. Tiền ngân hàng còn không đủ trả cho người ta. Người ta đang truy lùng nó kìa. Bà lên trên rồi bà bị bắt. Nó tiền đâu tôi bảo lãnh cho bà. Ơi, sao lại ra đồng đội này hả ông? Tại sao chứ? Bà nín đi. Không có lợi cho trong lúc này. Tôi muốn uống để cho quên. Đừng mà ông chủ lớn. Bây giờ tôi tôi tù. Chú tu như vậy. Sao tôi uống hoài? Tôi uống hoài mà sao cái đầu tôi vẫn tỉnh lần sau tôi không hiểu nữa. Giờ này mà ông còn tỉnh nữa hả? Ông tỉnh thì nói cho tôi biết. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây ông? Làm sao? Bây giờ đó, bà phải tìm một cái mối tốt để gả con Thiến cho gấp. Chứ mà để người ngoài người ta biết gia đình mình bị phá sản, không có con ma mà lại cưới nó đâu. Phải rồi. Phải rồi. Ông nói đúng. Bằng mọi giá phải gả con Thúy vào một gia đình giàu có, trước khi thiên hạ biết là gia đình mình suy sụp. Cậu, mình đâu có đi như vậy. Đi như vậy giống người già lắm. Cậu phải đi như vậy nè. Đó, mình phải cầm cái cây gậy như vậy, một cái tay mình đút vô túi quần, lưng thẳng lên, mặt hướng về phía trước. Đó, mình phải đi oai phong. Đó, phải sang trọng như vậy nè. Chứ cậu đi hồi nãy là sai rồi. Nè, cậu đi lại đi. Thẳng lưng lên nha. Dạ rồi, đúng rồi, thoải mái ra, thoải mái ra. Cái chân mình đi thoải mái thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Đó, cậu phải đi quay phong á, trang nghiêm như vậy á, nhìn mình mới ra sang trọng. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà cái cây này vướng quá, bỏ nó được không? Chưa già cầm cây đi khó chịu quá. Không được đâu cậu. Cậu phải cầm cây đi. Tại vì á, bây giờ mà đàn ông tân thời ai cũng cầm cây gậy này hết á, nhìn nó mới ra dễ sang trọng. Với lại cây gậy này giống như là cây gậy quyền lực vậy đó. Nhưng mà tao không thích cầm cây. Tao thích đi tay không à. Ê! Trời ơi, cậu ơi, cậu mà không cầm cây á là bà đánh tôi á. Tao không cầm nhưng mà tao sẽ không cho bà đánh mày. Thôi mà, cậu cầm cái gậy đi rồi mình tập lại thêm một lần nữa nghe. Mày yên tâm, từ bây giờ ai mà đánh mày là tao sẽ bỏ nhà đi luôn. Cậu, tao cũng không lấy vợ nữa. Cậu nghe lời là... trời ơi cậu ơi. Ê con chim Thành ơi, có con chim kìa Thành. Ê cậu, cậu Hai, cậu Hai ơi à. Trời ơi chết rồi cậu Hai ơi à. Cậu Hai ơi, cậu Hai có sao không? Chết rồi. Cậu ơi, cậu có sao không cậu? Nói gì với con nữa. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ và nhanh quá. Giờ con có muốn trách, muốn hận, muốn la má, muốn mắng má, muốn làm gì cũng được hết. Má mệt mỏi lắm rồi. Anh Hải của con á, lén gọi điện về nói là nó muốn vào tù ở vài ngày cho nó an tâm. Nó khóc với má nhiều lắm. Má à, phận làm con, con cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà trước khi con đi lấy chồng và đi ra cấp gặp nhà chồng, má hãy thả anh Lưu Phan ra. Còn khỏi cần nói, má tin là gả con xong rồi á sẽ thả anh Lưu Phan ra. Chứ vợ bà má giữ nó trỏng biết làm gì. Không, nó phải thả anh Lưu Phan ra trước thì con mới lấy chồng. Còn không, con thả ở giá
Thôi được rồi, má hứa. Chỉ cần nói là ông Tư do ganh ghét với ông thầy giáo cho nên lén lấy vàng bỏ vào trỏng cái mà giáo quả là xong chứ gì. Chuyện này má đã bàn với thằng Tư rồi, nó đã chấp nhận. Tại sao ba má lại độc ác như vậy? Anh Phan ra tù thì thằng Tư vô khám. Con thiệt là không còn gì để nói với ba má nữa hết. Vì con, má sẽ làm hết tất cả mọi chuyện đó. Nhưng mà con yên tâm, thằng Tư chỉ vô khám đặt mũi vài ngày thôi à, má lo ra cái một. Suốt ngày mày nói cậu hai thế này, cậu hai thế kia, mày đổ hết tội để mà không có lỗi gì hết phải không? Dạ, con xin lỗi ba. Lỗi con nhiều lắm, con chưa kịp chỉ dẫn gì cho cậu hai hết. Tại con không có quen. Mày không có quen? Vậy mày quen với cái roi này không? Tấn đâu? Dạ. Bà ơi. Dạ. Dạ. Đánh nó. Đánh nó nữa hả bà? Đánh nó tới khi nào mỏi tay thì thôi. Tao kêu dừng thì dừng. Dạ. Bà chủ ơi, tôi nghĩ đánh nó vậy đủ rồi. Mai mốt mà nó phạm lỗi nữa thì mình đánh nữa được không bà chủ? Chỉ là cái gì của nó mà chị xót ruột? Dạ, dạ không phải. Ý tôi nói là đánh nó quá nó kiệt sức, nó không biết để chỉ cho cậu hai. Tại nó ngu nó dại, nó không biết cách nói cho cậu hai nghe. Nên bây giờ để từ từ rồi mình đổi qua cách khác được không bà chủ? Chỉ qua cách khác là cách gì? Dạ, bà chủ ngưng đánh nó đi để tôi mới suy nghĩ ra được. Ngưng đi. Dạ, con cảm ơn bà chủ. Quỳ yên rồi đó. Ai cho mày đứng lên mày đứng hả? Còn chị? Dạ. Có cách gì thì nói nhanh lên, chứ đừng có binh nó phong long như vậy. Tôi kêu ngưng được, tôi bắt quýnh tiếp được. Dạ, theo tôi thì vậy. Từ nhỏ cậu chủ quen tự do, muốn làm gì thì làm nấy. Bây giờ mình kêu cậu chủ làm theo, cậu chủ không có làm đâu bà chủ. Hay là tôi tính vậy, bà chủ qua nhờ ông Huệ á, nó giả làm cô gái kia, nó đóng kịch thổi qua thổi lại. Từ 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 cậu chủ nghe riết, cậu chủ quen, cậu chủ thuộc. Rồi mình tìm cách mình tính. Được, chị cũng sáng dạ đó. Làm theo ý bà Sáu đi. Lần này mấy người không xong là cuốn gói khỏi nhà tôi ngay. Dạ. Chị Sáu. Con chờ cậu hai thay đồ một chút nha. Ủa sao cậu hai phải thay đồ vậy? Bà chủ muốn vậy đó. Con phải bận đồ mới thì cậu hai mới chịu. Hôm bữa cậu hai đi coi hát Kỳ Yên ở đình á, thấy trai gái ai cũng mặc đồ mới hết á, nên cậu hai muốn thay. Trời đất, cậu hai cũng để ý kỹ dữ. Cậu hai đâu có đến nỗi nào đâu, tại vì cách dạy của bà chủ nên mà thôi. Vô thay đồ đi để cậu hai cậu chờ á. Nhưng mà con nói thiệt cái gì là con không biết gì để con chỉ cho cậu hai hết á. Con cứ làm như hồi nhỏ đó, chơi nhà chòi, đám cưới, rồi giả làm cô dâu chú rể. Cái đó hồi nhỏ khác, bây giờ con lớn rồi, làm vậy kỳ quá à. Trời ơi, thì con đi coi hát, con thấy cô Đào với kép Đào người ta làm sao á, thì con diễn y chang vậy đi, có gì đâu. Nhưng mà con đâu phải Đào hát đâu. Trời ơi, nhưng mà con cần tiền hút thuốc cho má của con, thì con thấy người ta làm sao á, con cứ làm vậy. Dạ, để con ráng. Nhưng mà nếu mà không được, chắc con đi làm mướn để kiếm tiền quá gì sao? Không có được, con phải ráng. Không phải con ráng là kiếm tiền để mua thuốc cho má con thôi đâu, mà con phải ráng để con cứu thằng Thành nữa. Con mà không làm được hả, thằng Thành nó bị roi đánh nát da nát thịt đó. Đây nè.